Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực sạch và cuộc sống. Đây là kênh sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng người chúng ta. Như vậy là các bạn vừa được xem tôi hái cây diệp hà châu, một loại thảo dược theo y học cổ truyền thì có khả năng phòng ngừa Covid hết sức là tốt. Thì các bạn biết là diệp hà châu mà cái tên dân gian còn hay gọi là cây chó đẻ thì là một trong những cái loại thảo dược mọc hoang khắp mọi nơi ở vùng miền ở Việt Nam. Thì các bạn biết là nó người xưa người ta dùng cái cây chó đẻ hay gọi là cái diệp hà châu để chữa sốt, kháng viêm, để thanh lọc gan, giải độc gan, để mà hạ sốt cũng hết sức là tốt. Thì sẵn đây tôi sẽ cho các bạn xem là tại sao người ta có cái, tôi giải thích cái tên diệp hà châu cho các bạn nghe, nó xuất phát từ cái từ Hán Việt. Thì các bạn biết diệp là lá, hạ là ở mé dưới, châu là trái, nghĩa là các bạn thấy những cái trái nhỏ này là nó ở dưới cái lá, nên cái từ Hán Việt người ta dùng cái từ nó là gọi là diệp hà châu. Thì cái tên diệp hà châu cũng xuất phát từ cái từ Hán Việt mà ra, thì do cái nghĩa là cái quả nó ở dưới cái lá, các bạn thấy lá nhỏ nó nhuyễn và ở dưới cái lá nên người ta gọi là diệp hà châu, mà dân gian mình gọi là cây chó đẻ. Cái tên cũng hơi xấu nhưng mà nó hết sức là tốt, nó là một thảo dược hết quý và mọc hoang dã. Thì cách nay vài ngày thì theo y học cổ truyền của Việt Nam thì người ta công bố một vài cái loại thảo dược mà chúng ta dễ tiêm ở Việt Nam để có khả năng phòng ngừa Covid, trong đó có cây xuyên tâm liên, thứ hai là cái cây kim ngân, và thứ ba là cây diệp hà châu mà tôi đang hướng dẫn các bạn để làm cái clip hôm nay, và thứ tư là cái cây cỏ mực. Thì trong các loại thảo dược dân gian này thì ở Việt Nam mình chúng ta rất là dễ kiếm, đặc biệt là cái cây diệp hà châu mà tôi đang giới thiệu các bạn ở đây. Thì cái cây này sau khi các bạn nhổ sạch ở ngoài, nhổ ngoài vườn thì các bạn có thể nhổ luôn, như các bạn đã thấy tôi đã nhổ lúc nãy, thì nhổ sạch xong thì các bạn sau đó các bạn rửa nó sạch với vòi nước, thì các bạn dùng rễ luôn, đừng bỏ rễ, thì cái cây này nó tốt hoàn toàn từ đầu đến cuối. Thì các bạn có thể dùng hai cái hướng, một là các bạn phơi khô để các bạn nấu nước uống, hai là các bạn làm tươi. Thì đây tôi hướng dẫn các bạn cách pha trà thảo dược bằng cây diệp hà châu theo hướng làm tươi, thì nó cũng hết sức là đơn giản. Thì các bạn số lượng tôi nhổ này chắc các bạn làm được 2 bình, thì giờ các bạn tôi chia làm 2, thì các bạn bỏ nó vào cái bình thủy tinh. Rất là đơn giản, chỉ một nắm thôi đó, các bạn thấy chừng chặt chừng nửa là rồi. Và các bạn sau đó các bạn nấu nước sôi, các bạn chế vào giống như pha trà, giống như dạng mà pha trà lá tía tô và bông húng quế cách nay mấy bữa tôi đã làm, mình cũng có khả năng phòng ngừa Covid. Thì các bạn chế vào, sau đó các bạn đậy kỹ lại khoảng chừng 10 phút là các bạn có thể uống được. Thì một lưu ý nhỏ là tôi cũng muốn nhắc các bạn là các bạn nên dùng cái bình thủy tinh khoảng chừng 1,5 lít để đựng nước sôi, để đựng nước pha cái trà thảo dược này. Nhưng chúng ta tuyệt đối không dùng bình nhựa, tại bình nhựa khi tác động với nước nóng nó sẽ gây ra chất ten, có khả năng gây ung thư. Thì cái liều dùng thì hết sức đơn giản, thì người lớn các bạn mỗi lần uống các bạn uống khoảng chừng ly này, rồi các bạn uống thay trà hoặc thay nước lọc cũng được. Thì trẻ em uống chừng phân nửa cái ly này cũng được. Thì cái loại diệp hà châu này, nó cây chó đẻ này nó rất là hiền, nó mát, nó vẫn tốt cho người già, những người cao huyết áp hoặc là tỳ vị yếu uống vẫn tốt, không có sao. Thì đến đây thì chương trình ẩm thực sạch và cuộc sống xin tạm ngừng cái clip bên đây. Thì sẵn dịp này tôi muốn nhắn nhủ các bạn là Việt Nam là xứ sở của thảo dược, là trong cái thời đại mà dịch Covid hiện nay đang hoành hành dữ dội, thì trong thời gian chúng ta đợi tiêm ngừa vaccine thì chúng ta có thể sử dụng một số cái loại thảo dược mọc hoang dã mà rất tốt cho
dùng sức khỏe nó dễ độc gan để và có khả năng phòng ngừa COVID. Thì tôi cũng muốn các bạn chia sẻ cái clip này và để động viên tinh thần người làm, các bạn có thể đăng ký kênh để cho tôi một like và nhắn nhủ với bà con cô bác là ở Việt Nam thảo dược Mộc Hoang, thảo dược mà rất tốt cho sức khỏe cũng như khả năng phòng ngừa COVID rất là nhiều. Các bạn nên tận dụng, đặc biệt các bạn ở dưới quê nên tận dụng hết các loại thảo dược Mộc Hoang để mà từ đó chúng ta có thể là khả năng phòng ngừa COVID để cho gia đình chúng ta an toàn hơn. Xin chân thành cảm ơn.